Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này thì mình sẽ quay lại cái quá trình mình lấy lại một cái kênh YouTube bị hacker tấn công để cho các bạn tham khảo cái quy trình của mình làm như thế nào giúp cho các bạn có thể tự lấy lại cái kênh YouTube của các bạn bị hack, khôi phục tài khoản Google của các bạn nếu như là các bạn bị người ta cướp mất chẳng hạn, chiếm quyền điều khiển chẳng hạn. Ok, đây là cái kênh một cái bạn mà mình đang hỗ trợ thôi nhé, không phải kênh của mình. Hiện tại kênh của mình thì cũng chưa bị hack. Không biết từ này có bị hack hay không. Ok, còn bạn nào nếu mà muốn mình hỗ trợ, thuê mình hỗ trợ để lấy lại kênh rồi lấy lại tài khoản bị hack ấy, thì các bạn có thể xem thông tin liên hệ của mình ở dưới phần mô tả nhé. Đầu tiên thì sẽ có các cái bước quy trình làm. Đầu tiên ấy là các bạn sẽ phải thu thập các cái thông tin về cái tài khoản kênh YouTube bị hacker tấn công. Ví dụ ở Yahoo thì ở Zalo thì bạn ấy đã cung cấp cho mình đầy đủ thông tin liên hệ các thứ rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ phải lên cái trang web. Ở đây rất may là cái kênh này thì nó vẫn còn đang hiện tại đang còn ở trên YouTube nhé. Tức là nó đang còn trên YouTube chứ nó không có chuyển sang kênh tiền ảo tiền ích gì cả. Tuy nhiên là các bạn chụp lại thứ nhất là đường dẫn kênh này, xong rồi trang chủ của kênh này, rồi các video mà đã kiểu mới đăng mới nhất các kiểu, xong rồi cái thông tin liên hệ các thứ. Đấy, tốt nhất là có mặt của các bạn ở đấy để nó dễ khi mà mình cung cấp cái chứng cứ cho Google để Google nó biết đấy là kênh của mình. Ok. Sau khi thu thập xong thì cái bước tiếp theo các bạn cần làm đó là các bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ của YouTube, vào trong YouTube Studio và liên hệ. Bây giờ mình sẽ làm cái động tác đó để mình lấy cái form nhé. Nó có một cái form là khôi phục tài khoản thì các bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ của YouTube, nó sẽ gửi cho mình để mình có thể điền vào. Còn nếu không ấy, thì các bạn lên trên mạng ấy, thì các bạn tìm ấy, khôi phục tài khoản ấy, thì nó sẽ có mấy cái bước mà rất là khó làm nhé. Ok, bây giờ sẽ lấy cái kênh, một cái kênh phụ để mà đăng nhập vào. Ok nhé. Đây, mình sẽ lấy cái kênh này của mình nhé. Kênh chơi game của mình đi vào YouTube Studio. Các bạn chú ý là nếu như mà bạn nào mà đang ở trong cái chương trình kiếm tiền của YouTube ấy, thì các bạn nhớ chụp lại cái phần là mã AdSense nó của các bạn nhé. Tại vì trong cái form nó có cái câu hỏi đấy. Đấy, nếu mà không có thì nó sẽ mất thời gian, nó xác minh hơn. Tiếp theo bạn sẽ ấn vào cái phần liên hệ nhé. Mình sẽ trò chuyện với bộ phận hỗ trợ nhà sáng tạo nhé. Và chú ý nếu bạn muốn nói chuyện bằng tiếng Việt các thứ ấy, thì các bạn phải chọn vào trong cái khung giờ hành chính. Hiện tại là 9:22 nhé. Thì mình sẽ vấn đề khác. Vui lòng chờ trợ giúp. Rất tiếc bị đóng. Vui lòng thở lại trong giờ làm việc của chúng tôi. Bây giờ là 9:22 mà YouTube lại không làm việc. Thế là không biết làm việc mấy giờ. Đủ mà. Ok. Hàng chờ là một. Case ID Julia, how are you doing today? Nếu bạn nào muốn nói tiếng Việt ấy, các bạn phải chú ý vào trong cái giờ hành chính nhé. Còn đây là tiếng Anh. Hi. Thank you. Mình nói tiếng Anh luôn. I want to ask for help about recover my YouTube account. Ok, cái kênh này thì lại tiếng Anh, không hiểu cái mấy cái ông YouTube tiếng Việt. À, hôm nay là chủ nhật các bạn ạ. Tiếng Việt thì chủ nhật nó không làm việc, nên ra các bạn phải liên hệ bằng giờ hành chính. Ok nhá. Đây có cái đường link đến cái form rồi. Thì mình sẽ nhấn vào đây, tức là nó sẽ tạo riêng cho cái account này của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ có tên, họ để nothing. Mình sẽ chào, thank you. Chào bạn này đi đã. Sau đó mình sẽ có này, thứ nhất mình sẽ điền vào cái này nhá. Đây là cái form. Nói tóm lại ấy, là ở đoạn này bạn sẽ cố gắng nói chuyện với bộ phận hỗ trợ của YouTube làm sao để người ta tạo cho bạn một cái đường link dẫn đến cái form để bạn có thể khai báo nhé. Thì trong cái form này nó sẽ có rất là nhiều thứ liên quan đến kênh của bạn như là tên kênh này, URL kênh này, rồi là channel ID này, rồi là mã AdSense này, rồi là video bạn đăng ngày nào, thiết bị bạn dùng là thiết bị nào, địa chỉ IP của máy tính bạn dùng hoặc là địa chỉ IP của cái điện thoại của bạn. Rồi là bạn có đăng nhập vào kênh YouTube ở những cái địa điểm khác nhau hay không, và bạn bị hack khi nào, thời gian nào, cụ thể như thế nào và bị hack trong trường hợp nào.
Đó là tất cả những cái câu hỏi ở trong cái form này, nó sẽ hỏi bạn, và câu nào bạn không biết thì bạn có thể trả lời không biết hoặc là bạn không cần trả lời cũng được. Sau đó là bạn sẽ gửi cái form cho cái bộ phận hỗ trợ, tức là bạn ấn vào submit để gửi cái form đi. Vì là cái form này nó có chứa nhiều thông tin nhạy cảm cho nên là mình đã quyết định là phần này mình sẽ cắt đi và mình không đăng lên video. Tuy nhiên sau khi bạn gửi đi thì bạn sẽ nhận được một số cái email trao đổi qua lại của bên bộ phận hỗ trợ của YouTube. Vì họ cần phải xác minh được bạn là chủ sở hữu của kênh hoặc là ít nhất là bạn là người được ủy quyền. Và họ sẽ yêu cầu bạn có thể là chụp ảnh màn hình hoặc là chụp căn cước công dân các thứ. Và việc của bạn là sau khi bạn nộp form thì bạn sẽ phải chờ đợi. Chờ đợi thì thời gian nó sẽ không kéo dài, có thể là 24 giờ hoặc là 12 giờ hoặc 24 giờ. Đấy thì họ sẽ trả lời bạn nhé. Họ sẽ khôi phục kênh cho bạn và họ sẽ cung cấp cho bạn một cái đường link hay là URL ấy, để bạn có thể vào đó bạn đặt lại mật khẩu rồi là khôi phục các cái cài đặt gốc của kênh. Đó là tất cả những cái bước mà các bạn làm để lấy lại một cái kênh bị hack. Và sau đây mình sẽ cho các bạn nghe cái video mà bạn Hằng là cái bạn chủ kênh, bạn ấy lấy lại được kênh thì bạn ấy có làm một cái video cảm ơn mình. Thì các bạn theo dõi. Ok. Hello tất cả mọi người. Nếu mà mọi người đang có một kênh YouTube mà bị hacker bị lấy mất thì các anh chị hãy xem hết video này. Tôi là Hằng, tôi đến từ Bắc Ninh và tôi đã xây dựng một kênh YouTube để bán hàng. Tôi chuyên bán những cái sản phẩm của gia đình, đó là các cái sản phẩm đồ đống mỹ nghệ như ở đằng sau này. Đó, thì cũng cái quá trình xây kênh thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng tự học hỏi và tự tìm kiếm xây nên được một cái kênh YouTube để bán hàng. Thì cái kênh của tôi cũng có đến hiện nay là khoảng 2.500 sub. Thì cũng xây một cách rất là từ từ thôi và cũng không có chạy quảng cáo gì. Cái kênh đó thì cũng bán được rất là nhiều hàng và cũng có một lượng khách hàng tìm kiếm thường xuyên gọi điện đến. Và rồi đến một ngày đẹp trời thì cái kênh của tôi tự nhiên bị bay mất và các cái tài khoản Google bị đẩy ra khỏi các cái thiết bị mà tôi đăng nhập. Thì tôi rất là bất ngờ và tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Lúc đó thì có một người bảo là cái kênh của tôi đã bị hack và đã bị lấy mất. Thì lúc đó thì rất là buồn. Lúc đó thì ngồi khóc hu hu ấy, chỉ biết là thôi thế này thì là mất kênh rồi. Coi như là một cái tài sản online của mình không còn nữa. Cái kênh bán hàng của mình không còn nữa thì mình sẽ rất là chán nản. Và tôi bắt đầu đi tìm kiếm, đi tìm cách để nhờ mọi người, nhờ những người biết về chuyên môn ấy để giúp đỡ. Thế nhưng mà cũng nhờ rất là nhiều qua lời giới thiệu, rồi cũng nghĩ đến một số mối quan hệ để thử hỏi xem là người ta có cách nào lấy lại kênh không. Tại vì cái kênh của tôi là đã bị hack từ khoảng 27 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7, tức là Google đã cảnh báo khoảng 3 ngày mà tôi cũng không để ý Gmail và cũng không khôi phục được nữa. Trong đó thì tài khoản đã bị thay hết mật khẩu, thay hết số điện thoại khôi phục và thay hết địa chỉ email khôi phục rồi. Thì 3-4 ngày sau thì tôi mới biết. Thì lúc đó thì đi nhờ mọi người thì ai cũng bảo là nếu mà bị tài khoản như thế này thì không lấy lại được đâu, thì thôi tốt nhất là làm một kênh mới, cũng đừng buồn nữa. Cũng có một số người động viên là thôi không phải buồn, thì bây giờ mình hãy xây lại từ đầu thôi, còn cái đấy thì coi như là mất đi. Thì tôi cũng rất là chán, nhưng mà mình vẫn có một cái hy vọng nào đấy để lấy lại kênh. Thì là đó là công lao của bao nhiêu ngày mình xây dựng mà. Đấy, thế là đến một lúc mà cũng nhờ đến độ 7-8 người thôi đó. Khoảng 7-8 người đều trả lời là không thể nào lấy lại được kênh đâu, em xây kênh khác đi. Thế là tôi cũng xác định là thôi, mất thì thôi, mình không cần cái
mình không 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 tìm lại được nữa thì thôi mình sẽ xây một kênh mới tốt hơn và bài bản hơn. Đấy là tự động viên mình và cũng quyết tâm để có động lực để làm lại. Đến khoảng độ 15 ngày sau thì tôi mới tìm đến cái tài khoản Filmora để tôi đăng nhập lại. Thế nhưng mà Gmail thì đã bị mất rồi. Đó, thì là mới nhớ ra là hỏi lại anh Thuận, anh Doãn Thuận ấy. Trước là anh ấy mua hộ tôi cái tài khoản Filmora để tôi làm video, biên tập video. Thế thì tôi mới lại nghĩ ra là anh Thuận anh cũng là một chuyên gia YouTube. Thì tôi mới có nhờ anh Thuận là anh ơi cái kênh của em bị như này, anh có thể hỗ trợ em được không và cái kênh của em có thể lấy lại được không. Thế thì anh mới bảo là ô thế thì anh sẽ giúp em. Thì anh mới hỏi một số thông tin thì tôi cung cấp cho anh hết thông tin đầy đủ để anh làm một, bằng một cách nào đấy. Hình như là anh có liên hệ lại với support hoặc là những người hỗ trợ trực tiếp ở trên YouTube, ở trên Google ấy. Thì là chỉ có 2-3 ngày sau là anh lấy lại kênh cho tôi rồi. Thế là tôi rất là bất ngờ và cũng cảm thấy rất là sung sướng, vui, rất là happy đấy. Và qua video này thì tôi cũng xin cảm ơn anh Doãn Thuận. Hy vọng rằng nếu mà các bạn có gặp trường hợp như tôi thì hãy tìm gặp đúng chuyên gia, đó là anh Doãn Thuận ở trên YouTube. Hy vọng là anh sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Và như tôi thì tôi cảm thấy rất là bất ngờ, rất là thích thú khi mà trong khi mà tôi cảm thấy là xác định là mất kênh rồi thì nhưng mà lại lấy được kênh một cách rất là nhanh và dễ dàng như anh Thuận làm. Thì rất là cảm ơn anh, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Xin chào.